Real Madrid luôn sở hữu những ngôi sao được định giá rất cao trên thị trường chuyển nhượng. Dani Carvajal, 40 triệu euro. Mùa giải hiện tại, hậu vệ phải người Tây Ban Nha là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của Los Blancos. Anh luôn biết cách để tạo nên sự hài hòa giữa phòng ngự và tấn công. Isco, 40 triệu euro. Dù không còn được Zidane thường xuyên trọng dụng như nhiệm kỳ đầu ông dẫn dắt Real Madrid, tuy nhiên Isco vẫn hoàn thành khá tốt nhiệm vụ mà chiến lược gia người Pháp giao phó. Vì thế, giá trị của chân truyền 27 tuổi vẫn giữ được sự ổn định. Rodrigo Goes, 45 triệu euro. Dù mới chỉ cập bến Santiago Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2019, song tài năng trẻ xứ Samba đã cho thấy được sự hòa nhập rất nhanh chóng. Sau 21 lần ra sân trên mọi mặt trận, Rodrigo bỏ túi 9 bàn thắng cùng 2 kiến tạo. Vinicius Junior, 45 triệu euro. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật tuyệt vời. Ngôi sao sinh năm 2000 hoàn toàn xứng đáng với số tiền mà Real Madrid đã bỏ ra để chiêu mộ anh từ Flamengo. Nếu hoàn thiện khả năng dứt điểm, có thể giá trị của Vinicius còn gia tăng đáng kể trong thời gian tới. Thibaut Courtois, 48 triệu euro. Dù liên tục gây thất vọng ở giai đoạn đầu mùa, nhưng trong khoảng thời gian sau đó, cựu thủ thành của Chelsea đã cho thấy sự lột xác hoàn toàn và trở thành chốt chặn đáng tin cậy của Los Blancos. Toni Kroos, 48 triệu euro. Bỏ lại sau lưng mùa giải 2018-2019 tệ hại, chân truyền người Đức bắt đầu chiến dịch mới với sự quyết tâm cao độ. Nói không ngoa, anh chính là nhạc trưởng trong lối chơi của kền kền trắng tại thời điểm này. Fede Valverde, 54 triệu euro. Ngôi sao người Uruguay chính là phát kiến lớn nhất của Zidane ở mùa giải hiện tại. Sở hữu khả năng đọc tình huống cực kỳ nhạy bén, Valverde luôn có mặt tại những điểm nóng trên sân. Sự phát triển nhanh chóng của anh đang khiến cho ban lãnh đạo của Real vô cùng tự tin về tương lai của hàng tiền vệ. Rafael Varane, 64 triệu euro. Trung vệ người Pháp luôn duy trì phong độ ổn định suốt nhiều năm vừa qua. Trong bối cảnh Real rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng vào mùa bóng 2018-2019, Varane nhận được khá nhiều lời đề nghị hấp dẫn, song nhà vô địch World Cup đã phớt lờ tất cả để tiếp tục cống hiến cho màu áo trắng. Casemiro, 64 triệu euro. Việc Zidane để Casemiro góp mặt trong hầu hết tất cả trận đấu mùa này là bằng chứng rõ nhất cho thấy tầm quan trọng của cựu cầu thủ Porto đối với Los Blancos. Eden Hazard, 80 triệu euro. Kể từ khi cập bến Santiago Bernabeu trong phiên chợ hè vừa qua, ngôi sao người Bỉ thường xuyên vấp phải những chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Mặc dù vậy, Hazard vẫn đang đứng đầu Real về giá trị chuyển nhượng. Đáng chú ý, bản hợp đồng bom tấn của Real ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2019, Luka Jovic lại không nằm trong danh sách này, dù từng được Transfermarkt định giá lên đến 60 triệu euro sau khoảng thời gian thi đấu bùng nổ tại Eintracht Frankfurt. Song những màn trình diễn mờ nhạt kể từ khi cập bến Bernabeu đã khiến giá trị của anh giảm mạnh, hiện tại chỉ còn 32 triệu euro.